Cái cây túc này thì tôi khai thác cùng đợt với một cái cây sung nhỏ đây nha. Nó có một cái video mà bứng cây sung và cây túc đấy. Được mấy tháng rồi đấy anh em ạ. Nhưng mà do là mình trồng mình để nó dưới một cái gốc tán điều đấy, nó không phát triển được ấy. Nó chắc làm với cả bữa sau chắc thay đất mới thay phân cho nó. Cây nó đang rất yếu anh em ạ. Hôm nay tôi làm cái này rồi anh em xem cho vui nhá. Có gì cứ đóng góp ý kiến giúp tôi nhá. Cái rễ này phế bỏ luôn anh em. Đây anh em, sau khi cắt rồi. Có cái vấn đề độc thì nó tốn thời gian thì tôi nhanh anh em ạ.
Để tôi đục xong cho nó này anh em. Cây này sau này nó trở thành một cái cây rất luân lực này anh em này. Cái bệ của nó. Cái chỗ này tôi đục hơi bị nham nhở anh em ạ, là do là cái đúng là mình không đục cái vết to này đâu, mà do là nó cái vỏ chỗ này nó khô đấy anh em. Đục hết cái chỗ khô ra để bôi keo cho nó. Những cái cây đục xong thế này thì buộc mình phải nuôi cho thật khỏe anh em ạ. Thì những vết sẹo này nó mới kéo được. Cái này phải 3-4 năm nữa mới nói chuyện được đến giờ. Chưa thành cái hình gì cả. Video chia sẻ đây tạm biệt tất cả anh em nhé.